Bạn? Bạn không đi hả? Đi đâu? Bà điên, nó mổ ruột thừa, không đi thăm sao? Sao bạn nói là bạn thích bả, mà không phản ứng gì hết? Đừng có chửi người ta điên nữa được không? Với lại không gặp cũng được mà. Có phải bạn không đó? Đừng có lấp lo đó nữa. Vô đi. Em vô được hả chị? Vô đi, chị cũng đang chán muốn chết nè. Vô đi kìa, chị kêu vô kìa. Ai nữa hả? Ôi, Nguyên á hả? Nguyên mà cũng tới thăm cô nữa hả ta? Chắc hôm nay trời mưa quá à. Tại vì bạn tôi sợ đi lạc, cho nên là tôi mới đi với nó thôi. Sợ đi lạc nữa. Hai đứa mệt không? Uống nước không? Lấy nước uống đi. Em lấy nước cho chị luôn nha. Thôi, chị không có được uống nước, không được ăn gì hết trơn á. Bác sĩ dặn là chừng nào chị thả bơm xong thành công rồi đó, chị mới được ăn uống. Cái chuyện đơn giản như vậy còn làm không được. Này, cái chỗ đó của bà bị vấn đề gì rồi á. Thôi mà. Dám nói vậy nữa. Mà chị. Hả? Thấy thương chị quá à. Chị ơi, chị cố gắng lên nha. Chỉ cần cố gắng thôi, chắc chắn chị sẽ thả được mà. Từ lúc phẫu thuật xong tới giờ chị thèm ăn đủ thứ hết trơn á. Ước gì bây giờ được ăn lẩu mắm nè, bún thịt nướng nè, bún bò Huế nè, cá viên chiên cà ri, còn phá lấu cho bánh mì nữa chứ. Thèm đủ thứ hết trơn. Mà bác sĩ không có cho ăn, bác sĩ chỉ cho ăn cháo thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nguyên ơi Nguyên, cô nhớ là trước gần nhà em á là có cái bán tiệm cháo ngon lắm luôn á. Ừ, vậy bây giờ được ăn tô cháo tiệm gần nhà em bán thì đã biết mấy hả Nguyên ha. Ở trong bệnh viện mà ướt thì chắc chắn không bao giờ có đâu. Muốn ăn hả? Tự ra ngoài mà mua. Mẹ, cô chỉ nói cô thèm vậy thôi, ai đâu mà dám nhờ em mua ha. Đồ cái thứ ích kỷ xấu xà hay ghét được chứ. Thôi khỏi luôn đi, không có nhờ em gì hết trơn á. Cuối cùng cô chế ơi, cuối cùng chừng chị, ơi, trời, cuối cùng chị cũng thả bom rồi đó chị. Hay quá chị ơi. Làm thêm cái nữa đi chị. Hai cái nữa chị. Thả bom thôi mà làm gì mừng dữ vậy? Đúng là bó tay cô luôn. Cách dùng ảnh hoặc mình sẽ dùng ảnh khi mà đứng trước á, bắt đầu là bằng các chữ cái là A, I, E, I, O, U, hiểu không? Nhưng mà nhớ nha, nhớ là đó là các phát âm chứ không phải là các viết đâu, biết không? Nếu mà em muốn dễ nhớ. Nè, thì một á là cô ăn xong rồi dạy, hai là dạy xong rồi ăn. Cô không biết lịch sự hả? Cô biết, nhưng mà bây giờ cô đói bụng quá, cô không ăn là cô sẽ bị đau bao tử xỉu, ăn không? Thôi, không ăn đâu, ăn mình đi. Bánh chuối đây mọi người ơi. Ủa, đang học mà đem bánh chuối đây làm gì? Thì ăn no rồi mới học được chứ. Bánh chuối. Thôi mọi người ăn nha, em xuống dưới làm việc tiếp đi. Bánh chuối, thích bánh chuối. Ăn đi. Nè. Ăn đi. Ủa, sao em nói chuyện với cô kỳ cục quá vậy? Mà sao em nói chuyện với tâm ý vui vẻ, lịch sự, dễ thương quá vậy? Tôi thích rồi sao? Em làm cho cô tổn thương thiệt á. Nè, từ đây về sau nha, em đối xử với cô làm sao cô sẽ đối xử với em lại y chang như vậy, cũng sẽ mất lịch sự giống như em mất lịch sự với cô vậy đó. Ủa sao cô so đo vậy? Ừ, cô so đo vậy đó, coi sao. Thôi cô im đi, ăn đi. Cô không im á, cô ăn chừng nào là chuyện của cô. Chuyện quan trọng bây giờ là em không được mất lịch sự với cô nữa. Em phải kêu cô bằng cô, em bằng em, biết chưa? Cô, em, cô, em. Đề nghị lần 1 của Trần Diễm My. Không bao giờ. Đề nghị lần 1 vô hiệu. Bộ toàn làm mấy chuyện không đâu không à? Bộ rảnh lắm hả? Ai biểu tại nó thô lỗi với tôi làm chi? Nói chuyện với Tâm Mí thì nhã nhặn, nói chuyện với tôi thì cọc cằn. Đúng là tức thiệt ha. Nhưng mà bộ dùng mấy cái đó định làm gì nó? Mấy cái nẻ hả? Lần này tôi sẽ sử dụng chiến thuật để làm cho nó thay đổi cách xưng hô với tôi. Tôi chắc chắn chiêu lần này của tôi sẽ thành công.
Diễm My 96 này nói được là sẽ làm được. Nhưng mà tôi thấy mấy cái đó không có hiệu quả đâu. Nè, thôi nha, lần này tôi quyết tâm rồi đó. Bà đừng có mà bàn ra. Bà đi về phòng của bà đi. Nhưng mà tôi nghĩ là nó làm như vậy chắc chắn thì có lý do. Lý do gì? Bồ không biết hả? Vụ gì? Dù tôi ta có cách xa bao nhiêu, tình yêu chị em đâu có chi phải lo. Đi về, đi về, đi về, đi, đi về. Tùm bậy tùm bạ không à? Ủa, tới sớm vậy chưa tới giờ học mà. Đúng rồi, nhưng có một chuyện cô cần làm với em trước khi chúng ta vào học. Chuyện gì? Nói đại đi. Tên 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 tên. Xin giới thiệu với em, đây là bản xác định xưng hô. Trên bản có nhiều cách xưng hô giữa cô và em. Tí nữa em sẽ phóng mũi tên vào đây. Trúng cái số nào thì em với cô sẽ quyết định là từ ngày hôm nay trở đi chúng ta sẽ xưng hô với nhau bằng cách đó. Đầu tiên có thể thấy ở đây số 1 là cô em. Số 2 là chị em. Số 3 chị My và em. Số 4 cô My vẫn là em. Rồi bắt đầu đi. Nè nè nè, cầm vô cầm vô cầm vô cầm vô. Cô đưa tôi cái này làm chi? Thì em phóng ra đây nè, chúng cái nào á thì em á sẽ là sẽ kêu cô như vậy đó, hiểu không? Đây, qua đây đi, qua đây, qua đây đứng, qua đây đứng, qua đây đứng. Bỏ cặp xuống, bỏ cặp xuống. Rồi chuẩn bị chưa, chuẩn bị chưa? Nè nha, cô xoay nha, cô xoay nha, chuẩn bị nha, tư thế sẵn sàng nha. Cố gắng lên nào để xem từ đây về sau Nguyên sẽ gọi cô bằng gì đây. Cô rảnh quá, không ai chơi cô hả? Bắn đi mà, bắn đi nè, cô xoay lại nè nha. Cố gắng lên nè, vô tư thế nè, 2, 3. Bắn đi, xoay kì, xoay kì, xoay kì. Bắn đi. À! Em nghĩ sao mà em làm vậy với cô vậy hả? Để biểu cô kêu tôi làm chi? Cái gì vậy? Không có gì đâu. Em nghĩ sao mà nó làm cô như nè? Nó làm quỷ này. Em quá đáng vừa thôi á nha. Cô chỉ muốn em kêu cô là cô hay là chị thôi mà cũng khó khăn với em vậy hả? Đề nghị lần 2 của Trần Diễm My. Cô không muốn rồi sao? Đề nghị lần 2 vô hiệu. Cháy nhà mẹ ơi. Thì là tốt thiệt quá. Bà làm gì vậy? Bộ làm hết hồn à? Bà mới làm tôi hết hồn á. Bộ làm tôi hết hồn á. Mỗi lần nghĩ tới nó là cái đầu của tôi mới muốn nổ tung lên vậy nè. Trước sau gì tôi cũng phải bắt nó xưng bằng em mới được. Tôi phải thành công. Bớt giận đi, hạ hỏa đi. Hay là nó tưởng mù là con nít nên nó mới như vậy. Tưởng tôi là con nít hả? Đúng phải. Gương mặt tôi tươi vậy nè, da của tôi lại căng bóng hồng hào nữa, như da em bé vậy đó. Nhìn mặt bồ còn trẻ quá ha. Tôi nghĩ là ngày nào bà cũng ăn mặc đồ như con nít á, nên nó tưởng bồ ngang hàng với nó, nên nó mới xem thường bà thôi. Bà thử mặc bộ đồ nào mà hợp tuổi với bà đi. Ê, ý bà nói là bình thường tôi mặc đồ không hợp tuổi của tôi á hả? Mắt thẩm mỹ của bà có mắt thẩm mỹ không vậy? Mắt bà có bị gì không vậy? Bị gì? Ê, ai? Sao tới sớm vậy? Chưa tới giờ mà. Thì tới sớm vậy thôi. Nguyên, hôm nay em có thấy cô có cái gì đó khác không? Có thấy. Mặc đồ già hơn. Nhưng mà quý phái. Già khú đế thì có. Già khú đế. Nè bà cô già, chưa tới giờ học, tự kiếm chỗ ngồi đi. Quá đáng không vậy? Hôm nay em thấy cái phong cách của cô vậy, em không thấy có sự thay đổi gì hả? Cô nhìn cô chững chạc và quý phái mà. Mà sao nãy giờ có nè hoài vậy hả? Em không biết là sự là gì hả? Tôi không có nè nha. Tôi nói rõ ràng, bà cô già. Thôi được. Mặc dù em nói chuyện với cô như vậy,
nhưng mà cô cũng sẽ bỏ qua, tại vì cô không phải là người nhỏ mọn. Mà Nguyên, dù sao á, cô cũng dạy học cho em mà. Cô có lớn tuổi hơn em mà đúng không? Cô chỉ mong muốn em nói chuyện với cô nhỏ, nhẹ, đàng hoàng, lịch sự. Gọi cô bằng một tiếng cô, xưng em thôi mà. Khó với em quá hả Nguyên? Cô muốn nghe đến như vậy hả? Trên cô mình bỏ quên.